Đây bạn mình làm món cá cam với lạc nha mọi người. Đi rồi. Đây, lấy bách quá xanh. Bạn món này về thăm mấy anh em cái đội. Mà cho mấy anh em ăn thử món cá cam gói với bạc. Nướng đâu nướng này nó rất hay. Nướng gác chơi nướng thơm thơm mà chứ. Lát qua đây. Dần đi. Cho nó xéo xéo rồi cho nó bớt phát luôn không? Món này để mình ăn coi coi đĩa đá banh nha nha. Đúng rồi, cá banh thôi chứ. Cấp quá, con còn cái nữa xíu hết chân còn lấy bạc luôn. Rồi chút xíu có thành quả rồi mình cho anh em coi nha. Rồi. Điều quá không anh ơi. Cũng gì đây là đâu có bản lĩnh bản lề nữa đâu.